Chào các bạn, tôi là Mr. Popcorn đây, chào mừng đến với Last Day on Earth. Chúng ta cùng dây nhà này ai các bạn. Kai em ra, bao giờ cùng tiến vào nhà nào các bạn. Sao không xuống xe như này? Ui giời ơi trời. Cùng xem trong xe máy của nó có gì nhé. Xong các bạn ạ, trộm nó thôi. Quá là hợp lý luôn các bạn ạ. Không có gì cả. Nhà này lớn đấy. Hơi bị to luôn. Cùng đặt bom ở đây nào các bạn. Tránh xa ra nhé. Chặt cái cửa gỗ này nào các bạn. Mình đặt bom ở đây nhé các bạn. Mình đánh bọn zombie nào các bạn. Không ổn các bạn ạ. Hai đợt sóng zombie cùng lúc. Thế nó có yên không cơ chứ? Cuối cùng thì cũng xử lý xong bọn chúng. Giờ thì xem trong hòm có gì nào các bạn. Trời, các bạn có thấy không? Quá là hoành tráng luôn các bạn ạ. Dây này cực đỉnh. Mãi đỉnh. Quá là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Dây như này mới chất chứ. Quá sung sướng luôn. Xịn sò. Cùng để đồ vào trong xe máy nào các bạn. Cùng tự sát nào các bạn. Đây là máy tự sát. Để lấy thêm đồ. Lấy thêm đồ từ xe nha các bạn. Chưa gì đã thấy dây là xịn rồi. Với cái số bình máu lớn đấy thì không ai có thể chê cái dây này cả. Quá là tuyệt vời luôn. Dây này quá xịn. Khởi đầu quá là ổn các bạn ạ. Chưa gì đã thấy hài lòng với cái dây này rồi. Tuyệt vời. Cùng quay lại trở lại nhà đấy nào các bạn. Kể cả có tốn hai quả thuốc nổ thì dây này vẫn là ngon các bạn ạ. Cùng tiến vào nhà nào, tiếp tục dây cái dây xịn này nào. Nóng bỏng tay các bạn ạ. Ôi giời, nhanh không bị đấm chết đi giờ. Ừ.
để đồ vào xe nào các bạn. Có cái hòm để ở cái ngoài này, không biết là có gì trong đấy nữa. Chắc là hòm bẫy thôi các bạn ạ. Cùng xuống xe nó các bạn. Vẫn còn nhiều bình máu lớn nữa. Dây này quá tuyệt luôn. Súng này các bạn, quá xịn luôn. AK với cả VSZ, quá là tuyệt vời. 10 trên 10 điểm. Lại súng nữa các bạn ạ, quá xịn. Trừ khẩu Glock hỏng này các bạn ạ. Xem bọn zombie đâu rồi. Nà nhỉ, vẫn chưa xuất hiện à. Rồi chắc xuất hiện rồi. Cùng tiêu diệt bọn chúng nào các bạn. Cùng tiêu diệt bọn này nhanh nào các bạn. Bình máu lớn này trống không, khẩu Glock hỏng, một đống áo mùa đông các bạn ạ. Lại được khẩu Glock nữa này, mới flare gun. Cái bảng mạch mới ba thẻ đỏ các bạn ạ. Xong các bạn ạ, cùng để ra xe nào. Ôi dồi ôi, tôi quên không lấy ra khỏi xe. Lấy xăng ra khỏi xe các bạn ạ. Thôi rồi, tiếc quá. Cùng xem lại trong đây có những gì nào. Toàn là mấy cái vũ khí cận chiến đều các bạn ạ, không cần quan tâm. Chúng ta cùng soát lại đồ nha các bạn. Trống không rồi. Có tí xăng. Cổ Glock hỏng. Áo mùa đông. Giờ cùng mở chúng nó ra nào.
Ôi giời ơi. Sao không dụ được con The Blind One nhỉ các bạn nhỉ? Thôi phán ở đây thôi các bạn ạ, nguy hiểm quá các bạn ạ. Lại đầy hộp, đầy mình máu nữa các bạn có thấy không? Ở cái hòm cuối cùng đấy vẫn còn nhiều bình máu nữa. Ui dồi ôi, tôi ước nó có thể lấy được hết tất cả các bình máu đấy. Tiếc quá các bạn ạ. Giờ tôi sẽ làm như thế này. Khẩu zip gun này biến đi. Khẩu Glock hỏng này biến đi. Khẩu Glock này nữa. Ba cái thẻ đỏ này tôi cũng không cần. Cùng tiến vào nhà đấy nào các bạn. Nhiều ăn nhiều các bạn ạ. Ôi trời ơi. Bị mắc lừa rồi. Cái đồ đần. Thôi té khỏi nhà này thôi các bạn ạ. Lần này té thật đấy. Liều quá anh chết đấy. Không được đâu. Thôi như thế này cũng được rồi các bạn ạ. Đây là một dây tuyệt vời. Bao nhiêu bình máu liền, súng nữa. Dây này quá tuyệt vời, quá xịn. Xong chúng ta còn có thể chơi được, đùa được với con Big One nữa các bạn ạ. Dây này quá tuyệt vời, 10 trên 10 điểm luôn. Dây tuyệt nhất mà tôi từng thấy. Quá xịn các bạn ạ. Ôi giời ơi. Cùng lấy cái xăng đây nào. Và đây là thành quả chúng ta sau khi dây nhà đấy nha các bạn. Quá xịn các bạn ạ. Quá tuyệt vời. Các bạn đừng quên theo dõi kênh, thả thích và bình luận nhé. Hẹn gặp lại.